Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn huyện Di Linh xảy ra nhiều cơn mưa lớn, cùng với lũ từ vùng đầu nguồn tràn về, đã gây ngập lụt hoa màu và nhà cửa của một số hộ dân ở xã Đinh Lạc và thị trấn Di Linh. Vào tối qua 18 tháng 7, trên địa bàn huyện Di Linh đã xảy ra mưa to kéo dài khoảng 5 tiếng đồng hồ, cộng với lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm trôi một cây cầu dân sinh ở thôn Đồng Lạp 3, xã Đinh Lạc, khiến cho việc lưu thông của người dân nơi đây qua khu vực sản xuất tạm thời bị chia cắt. Đồng thời lũ cũng gây ra ngập lụt hàng chục hecta cà phê và hoa màu của bà con nhân dân tại khu vực này. Được biết trong đợt lũ năm ngoái, cây cầu gỗ dân sinh này đã từng bị lũ cuốn trôi. Cũng trong hôm qua, tại khu vực Hạ Lưu Cùng Sáu, tổ dân phố 4 thị trấn Di Linh cũng xảy ra ngập lụt. Theo thống kê ban đầu, có một nhà dân, một vườn lan và một lò sấy cà phê của người dân ở khu vực này bị ngập và cô lập hoàn toàn với khu dân cư. Điều đáng nói là khi lũ tràn về và dân cao, nhưng một số người dân đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất ở đây vẫn bất chấp nguy hiểm tính mạng từ lội xuống nước lũ để đi vào rẫy sản xuất của gia đình. Ngay sau khi xảy ra mưa lũ, lãnh đạo huyện Di Linh đã đi kiểm tra động viên nhân dân đồng thời chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương nhanh chóng thống kê thiệt hại để đưa ra phương án khắc phục